Các bạn thân mến, lâu rồi mình không có đi xe buýt Sài Gòn. Nay đi xe buýt Sài Gòn cảm giác cũng rất thú vị các bạn. Xe buýt Sài Gòn bây giờ rất là sạch sẽ và đủ tiện nghi, như là có máy lạnh nè, rồi cũng có gắn camera hành trình để theo dõi các hoạt động của nhà xe, cũng như là theo dõi cái chặng đường xe đi qua. Rồi ngồi trên xe buýt ngắm đường phố cũng rất là hay các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình ngồi trên xe buýt để ngắm cảnh đường phố Sài Gòn nhé các bạn.